Rồi lấy chạy một vòng coi, coi bóp đầu coi. Đó giờ nghe danh Hậu Ly mà đâu có biết đâu. Quá dữ luôn anh em ơi. Rồi bây giờ mình sẽ coi Hậu Ly tóc dài. Hậu Ly tóc dài ra bóp đầu nha. Bao tay quen thuộc, mình đích thực là Hậu Ly. Ngày hôm nay thì mình đang hiện giờ mình đang có mặt tại trường đua Đại Nam. Ngày hôm nay mình sẽ quay cho các bạn xem một video về cái việc trải nghiệm trường đua Đại Nam của mình. Đợi cho nữa. Trải nghiệm trường đua Đại Nam là trải nghiệm sao ta? Ai biết thì vô đây chạy đi trường đua thì đua xe thôi. À, là bữa nay em chạy em đua, em lấy con này em đua á hả? Em nào? Ông. Ông. Ông Hậu Ly lấy cái này đua á hả? Không. Có ai đua với tôi đâu? À, hả? Vậy giờ mình đi đâu? Mình trải nghiệm thử con này coi chạy như thế nào ha. Xe gì kỳ quá vậy? Trải nghiệm trường đua là chạy vòng vòng qua trường đua. Nó có gì? Có mấy cái bánh xe, có mấy chiếc xe, có mấy người. À, cũng hợp lý ha. Khởi xe này là xe gì đây? Xe này là xe... Con gì xe kỳ? Xe rồ tắp bơ hả? Ừ. Xe kỳ vậy? Nói chứ xe này là xe độ chiên xì tinh. Xe này là chiếc ẹt 155 của tôi nè. À, vậy hả? Rồi, giờ chạy hả? Đâu, chiếc này đâu giờ review coi. Tôi định giới thiệu. Rồi, giới thiệu sao đâu? Để tôi lột ra cái thúi đó. Thúi quá hả? Bao tay ta vậy thơm phức là thúi. À, bao tay thương hiệu Hậu Ly. À, rồi. Sao giới thiệu sao đâu? Một chiếc Exciter 155. À. Full xì tân. Ờ, thì là chiếc này là tôi đã up full xì tân luôn rồi các ông. Thế là tôi up hết full xì tân luôn rồi đó các ông. Ờ, up hết full xì tân là sao ta? Là tôi rất là thích chơi xì tân. Tôi bắt đầu up đích cái kiểu rồi à. Vòng lộn mèo á. À hả? Trời, lộn mèo luôn hả? Trời, cái gì ghê vậy? Chứ mấy ông chưa thấy là mấy ông chơi xì tân mà lộn mèo hả? Là bóp đích xong cái nập mặt xuống lộn luôn như xe quá kìa. À, là mình lộn xong là mình đứng dậy được không? À. Cái thằng kia là ông anh con sư phụ của tôi, ở là ông Ba Ký, còn tôi là Hậu Ly. À rồi, hay quá. Bây giờ tôi sẽ giới thiệu cho các ông là nguyên một cái con xe full xịt tanh của tôi. Ừ, đâu giới thiệu coi. Tốn kiếm một chút xíu. Ừ. Bây giờ là đập vô mắt là các ông thấy là xe của tôi bây giờ là không có đầu đèn gì hết. À, xe kỳ cục vậy? Có đầu kỳ đẹp mà. Đẹp không? Và tôi cũng không có cái ý định là tôi sẽ lên đầu đèn luôn. À, tôi để vậy luôn cho nó ngầu. Bây giờ á, là cái này là cái ghi đông mới, tôi mới thay cái ghi đông này, đó tên là Rotapper. À. Đó, mấy ông nghe Rotapper nghe ghê chưa? Ghê quá trời ghê luôn. Đó, mấy ông thấy cái ghi đông to không? To. Hồi tôi mới lấy về tôi thấy nó giống chiếc Navette á. À. Mà xong tôi thấy nó ngầu quá nên thôi tôi để luôn. Này bây giờ tôi không làm cái đầu đèn này nữa. Ủa ông này không làm gì vậy? À, nha, đây là Hậu Ly nè, đây là Hậu Ly. Hậu Ly chi bóp đầu á mọi người biết không? Rồi, bây giờ là tiếp tục nha. À. Tới đâu rồi? Tới đâu rồi? Để review tới đây nè. Ở đây mình có một con heo. Con heo nằm dưới đây chứ, con heo nằm đâu trên đó? Hả? Cái đó là bình dầu. Đây mình có một bình dầu. Ừ, tay thắng phụ. Mình có cái này dưới đây là tay thắng phụ. Ừ. Cái côn của mình nè. Ờ. Tay thắng nè. Ừ. Rồi cái tiếp đó là mình để lên full cái bộ chống đổ như thế này. Ừ. Tụi mình chắc chắn hơn. Để bao dục bao quăng. Bao dục bao quăng luôn. Đúng rồi. Cái ghê vậy? Ghê lắm. Ghê lắm hả? Còn cục này cục gì đây? Cái cục này là cái cục titan đó mọi người biết không? Nè, mình là bóp đầu đỉnh cao. Chắc số 3 Việt Nam rồi. Sao anh Ba Khía rồi? Trời ơi, ghê chưa? À. Thấy ghê vậy? Mình lắp cái này á, để mỗi mình đi biểu diễn á là cho chiếc xe cái đít của mình nó dựng lên, cái mình cà xuống đường cái là nó sẽ nhẹt lửa lên. À, ghê không? Quá ghê luôn. Chưa làm được nhưng mà mình chuẩn bị vậy á. Anh chị hả? Rồi ở đây á là có mấy cái này cũng là chống đổ nè mọi người. Ừ, cục này cổ quá ha. Ừ. Cái cục này hình chuyển á. Ừ. Giờ Hậu Ly biết chạy xe không? Hả?
không biết hả? Nhưng mà mình biết bắt đầu. Rồi, gã bắt đầu luôn. Ok, đội nâng lên. Rồi. Trời, Hậu Ly cái mặt kỳ vậy ta. Có gì đâu, Hậu Ly này mắt hơi hiếp thôi. Tại vì đang nắng quá trời nắng nè. À, trời ơi, chuyên nghiệp quá vậy, nhìn chuyên nghiệp quá vậy. Quá dữ luôn. Quá dữ luôn anh em ơi. Rồi. Hello mấy cô chú nha. À. Đồ Hậu Ly. Hello. Rồi, lấy chạy một vòng coi, coi bóp đầu coi. Đó giờ nghe danh Hậu Ly mà đâu có biết đâu. Quá dữ luôn anh em ơi. Rồi bây giờ mình sẽ coi Hậu Ly tóc dài. Hậu Ly tóc dài ra bóp đầu nha. Rồi rồi, chơi chơi luôn, chơi luôn. Bóp côn lại, lên ga, buông côn. Hả? Số 2 thì chạy nhanh lên mới bóp được. Vậy hả? Em đại dương không? Biết đại dương không hả? Thằng đó làm biến lắm. Ờ, thằng đó làm biến lắm ha. Ủa nãy giờ nói gì vậy trời? Bây giờ là bị viên giúp tôi là tôi có một chiếc xe tanh mới thì chứ tôi mới bắt đầu. À, rồi rồi, ok. À, do nay mặc đồ đẹp cho nên không bắt đầu. Rồi, quá đỉnh luôn. Rồi bây giờ mình chen nhạc vô nha. Mình ghép nhạc vô nha. Rồi ghép nhạc nè anh em. Rồi. Rồi vô ghép nhạc. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good. Fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts. I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong. I won't stop to the top, so you better back off or get lost. Quá ngầu luôn. Rồi bóp đầu đi. Trời ơi, Hậu Ly gì mà không bóp đầu gì vậy? Hả? Hậu Ly gì mà không biết bóp đầu? Cái gì đâu mà chút Hậu Ly tóc ngắn rồi bóp. Ờ, tới lái Hậu Ly tóc ngắn bóp rồi. Rồi ghép nhạc lại nha, ghép nhạc nha. Rồi ghép nhạc rồi đó. I'll be spreading out, call it word of mouth. Can't put me down, I'll be getting loud. You can have it doubts, not what I'm about. Have your f***ing cloud, it be raining now. I keep making sound, go another round. I'm legend bound, can't stop me now. You don't wanna fuck with me. A slow burn like a deceit. Just tell me that I can and I'll show you things that you couldn't believe. Just tell me that I can. 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 Right. Ra làm vài đường quyền đi chứ. Trời ơi. Hồi nãy sao? Rồi qua rủ mấy người đó đua luôn. Trời nhát gì. Trời ơi phá kìa. Rồi rồi bây giờ này nha. Cho cái thử thách nè. Nãy giờ chạy chiếc này quen chưa? Chưa. Chưa quen hả? Rồi về lên xe của anh Ba Khía chạy thử coi. Ừ, sư huynh của Hậu Ly đó. Rồi, chiếc này chắc là quen hơn, chắc là bóp đầu được đúng không? Bóp luôn đi. Vậy giờ sao? Giờ chạy ghép nhạc đúng không? Mạnh không? Mạnh không? Mạnh hả? Trời ơi, cái gì ghê vậy? Anh Hậu ơi, em đây cho đùa. Hả, cái gì? Rồi núp gió rồi, núp gió rồi. Núp gió giống dân đua coi. Rồi vô. Trời ơi ghê vậy. Hả? Rồi quay lại, quay lại. Rồi đua với người ta kìa, đua với người ta kìa. Rồi đua đi. Hết ga hết số luôn. Quá dữ luôn. Sợ thiệt ha. Rồi leo lên, leo lên. Nắng quá nắng rồi. Rồi thấy sao, thấy xe anh Ba Khía với xe của Hậu Ly sao? Xe 150.
Nó mọt ghê luôn á. Không, để zin á. Rồi, đánh giá đi. Sao nè? Mày em ra lên cho đồ hết nổ. Ok mọi người, thì rất hiếm khi mà bà Búp bả đi lên trường đua Đại Nam chơi, cho nên sẵn tiện mình cho bả thử con ẹt 155 độ full stun. Như ở clip trước mình cũng đã quay đi trải nghiệm rồi ha. Hôm nay mình cũng đi tiếp tục tập luyện ở trường đua Đại Nam. Thấy gì sao, thấy gì sao? Ôi ồn ghê á. Ngoài kia là sân đua cho nên nó ồn lắm mọi người. Thấy gì sao? Em thấy là em hợp với cái đó hơn. Em hợp với cái này hơn hả? À đua ngựa hả? Trời ơi dữ vậy. Chứ cái này còn dễ quá. Mấy này dễ quá ha. Làm biến chơi. Ừ. Kiểu này mình chạy giải trí thôi đúng không? Đúng đúng. Em thích hợp đua ngựa hơn. Ờ đua ngựa hơn ha. Trời ơi dữ thiệt. Nói chung thì Búp mặc dù là không có chuyên môn, không biết bóp đầu, không biết bóp đầu, càng không biết chạy xe luôn, càng không biết chạy xe luôn hả? Trời đất ơi. Đó mình có biết cái mọi người. À. Mà kể từ hồi mình có người yêu xong cái đi đâu người yêu cũng kêu người yêu chở, xong mình hết biết chạy luôn. Hết biết chạy luôn. Đúng vậy. À. Ok mọi người, thì nãy giờ giỡn giỡn chơi cho vui thôi. Hôm nay cũng là một cái bữa tập tiếp theo của tụi mình ở trường đua Đại Nam. Đó, lại là Kevin. Vẫn chưa bóp được mọi người. Và bà Búp thì rất là thích cái việc là... Ôi ồn quá. Bà Búp rất là thích cái việc mà mình chơi bóp đầu nhưng mà bà không có chơi được. Đó, kiểu dạng chơi nhẹ nhẹ chơi được, chứ còn mấy con xe này to quá. Thì với cái trọng lượng bé xíu rồi cơ bắp chuột đồ không có thì mình chơi cái môn này nó hơi khó khăn thật sự luôn. Đối với nữ chơi môn này rất là khó. Thì nữ cơ bắp thì được, chứ còn mà nữ thư sinh như bà Búp thì hơi khó nha mọi người. Tại vì nó cần cái lực tay điều khiển cái body cũng khá là mỏi. Rồi, chơi thôi. Ủa, số mấy vậy? Số 2 vậy? Nay mình sẽ tập luyện làm quen với cái thắng phụ. Kiểu dạng như cái tay của mình á, nó ngón tay mình nó ngắn quá, nó không có móc tới cái thắng phụ, cho nên cần cái thời gian luyện rất là nhiều. Ôi bển đua thấy ham không? Đua đó mình thấy ghê quá mọi người, kiểu dạng như nó sát mặt đường luôn, nó sợ vãi luôn. Now, I keep making sound, go another round, time legend bound, can't stop me now.